quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về, đào mai đua nhau khoe sắc thắm, mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng. Đối với những hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách, niềm vui ấy còn được nhân lên bởi họ đã luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo sâu sắc với hàng loạt ưu đãi từ các chính sách an sinh xã hội của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của các đối tượng đã không ngừng được nâng cao. Đây sẽ là nội dung chính của chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm mà chúng tôi đề cập đến ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm, theo dõi. Năm 2019, thành phố Ninh Bình có trên 3.000 đối tượng chính sách, người có công. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 0,89%. Với phương châm, đầu tư cho an sinh xã hội cũng chính là đầu tư cho sự phát triển. Thành phố đã đề ra nhiều chính sách để tăng cường trợ giúp cho từng đối tượng. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn, trong năm đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho trên 3.200 đối tượng, kinh phí trên 70 tỷ đồng, điều dưỡng 1.461 người có công, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đối với các hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất, thành phố đã trích ngân sách hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, đã thẩm định xét duyệt hồ sơ bảo trợ xã hội cho 145 người già cô đơn, không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động, kinh phí 95 triệu đồng một tháng. Thành phố Ninh Bình cũng được biết đến là địa phương đầu tiên trong cả nước có chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho các đối tượng cận nghèo. Với việc thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và linh hoạt các chính sách an sinh xã hội, thành phố Ninh Bình đã và đang góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian vừa qua thì lại được sự quan tâm của thành phố đấy, sát sao hơn, kỹ càng hơn và chăm lo hơn đến chế độ chính sách nhiều hơn nữa đấy. Đó là các hộ nghèo này, các hộ cận nghèo này thì đã có cái chỉ đạo xuống dưới cơ sở chúng tôi ở phố rà soát thật kỹ đấy, đúng đối tượng và đúng chính sách để gì ạ, để giúp động viên các hộ nghèo, các hộ cận nghèo có đủ điều kiện để gì ạ, chăm lo cái cuộc sống thường ngày. Và các gia đình chính sách thì càng được quan tâm hơn nữa. Ví dụ như là năm vừa rồi thì là với cái chế độ chính sách của cựu chiến binh của thành phố thì cũng đã hỗ trợ coi như là giúp các gia đình nhà coi như là cấp 4 sụt nát thì cũng đã được coi như hỗ trợ, coi như là kinh phí. Vừa rồi là được tân trang và sửa lại những cái hộ gia đình rất là khang trang và rất là sạch sẽ, sạch đẹp. Và người dân rất hồ đừng vấn khởi đến cái sự quan tâm của thành phố. Thành phố luôn luôn quan tâm đến cái việc mà an sinh xã hội, là các cái gia đình chính sách, cô đơn, người nghèo, đặc biệt là gì? Tất cả những cái yếu thế trong xã hội. Thì cái quan trọng là chúng ta phải đưa vào nghị quyết. Là tờ hợp giao cho các phường, xã mà tất cả các đơn vị phải có trách nhiệm cái đó, phải hàng năm gì ạ, điều tra thống kê, rồi điều tra mức thu nhập, rồi điều tra thống kê để xem trong phường, trong xã là có những cái đối tượng nào. Và gì ạ, phân tích tình hình và giao cho các cái tổ chức quan tâm giúp đỡ từng gì ạ, từng đối tượng một. Và đi thèm sát đối tượng đấy thì có gì ạ, có kiểm tra. Thì chúng tôi nghĩ rằng qua những năm vừa rồi thì cái tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi giảm rất là nhanh. Đấy, và được tạo được sự đồng thuận của nhân dân, mà nhân dân cũng rất là quan tâm vấn đề này, và cũng cái quỹ mà chúng tôi an sinh xã hội thì chúng tôi huy động được rất là tốt và cũng được nhiều tổ chức cá nhân là ủng hộ. Một trong những chính sách được đánh giá là hiệu quả và thiết thực, nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đó là hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng. Với phương châm hộ gia đình thực hiện xây dựng, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ. Năm qua, hàng trăm căn nhà mang tên nhà đại đoàn kết, khăn quàng đỏ, nhà đồng đội, tình nghĩa, nhà 100 đồng đã được khởi công và khánh thành bàn giao cho các gia đình. Mỗi căn nhà đều được hỗ trợ kinh phí cao hơn mức quy định chung của nhà nước, được trích từ quỹ an sinh xã hội các cấp và các nhà hảo tâm chung sức giúp đỡ. Những ngôi nhà tuy không lớn nhưng mang lại sự ấm áp, yên tâm, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Mỗi dịp Tết đến xuân về, thêm nhiều ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình được hoàn thành và trao tặng cho các đối tượng tại khắp các địa phương trong tỉnh, là món quà ý nghĩa của cả cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Trong năm 2019, thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tham mưu cho Thường trực huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban huyện đã trích kinh phí huy động từ quỹ đền ơn đáp nghĩa và xã hội của huyện gần 3 tỷ đồng
để hỗ trợ cho hơn 70 ngôi nhà cho hộ nghèo cũng như là người có hoàn cảnh khó khăn đối với gia đình nhà người có công, chính sách có khó khăn về nhà ở, thể hiện sự quan tâm và động viên sâu sắc đối với lại những người kém may mắn và có những hoàn cảnh yếu thế hơn so với mặt bằng chung trên địa bàn. Tết Nguyên đán Canh Tí năm nay đến sớm với gia đình ông Trương Chí Thông, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô. Và có lẽ đây là mùa xuân đáng nhớ nhất đối với ông và gia đình khi đón Tết trong ngôi nhà ấm áp, nghĩa tình được trích từ Quỹ An sinh xã hội của huyện trao tặng với số tiền 50 triệu đồng. Đây chính là nguồn động viên to lớn để ông vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Bởi vì là vợ con ốm đau rồi là chồng tôi bị tai nạn, nên là cũng tiền nong thì mấy năm vừa qua là nó tiêu tốn rất là nhiều, nên là không thể nào sửa chữa mà không thể nào làm lại được mới. Thì cũng rất may là hôm nay có cái hội tình người về đây cùng với kết hợp với huyện, xã thì các anh rồi anh em thì kết hợp vào thì hỗ trợ cho tôi tất tật tổng số nếu tính mặt mái là 63 m² mái thì sử dụng thì có hơn 50 m² sử dụng. Thì tổng số tiền tôi chi phí đến hôm nay là 250 triệu, cho nên là tôi rất phấn khởi, xin cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho tôi. Ninh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách nhanh chóng, bền vững, quyết tâm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau. Các cấp các ngành đã tích cực tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại, điều tra, ra soát hàng năm để hiểu rõ nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, qua đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, trọng tâm. Một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo đó chính là đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động để tăng thu nhập. Trong đó, ưu tiên lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con em các gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ. Riêng trong năm 2019, đã thực hiện thu thập thông tin nhu cầu lao động của hơn 2.500 doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi phần cung lao động của trên 60.000 hộ gia đình trong toàn tỉnh. Nhờ vậy, đã giải quyết việc làm cho 20.000 người. Đối với giải quyết việc làm thì trên bản huyện hiện nay đã giải quyết được việc làm hơn 3.000 lao động mới cho người lao động, tập trung ở nhiều nhất là ở các khu công nghiệp. Bên cạnh cái việc giải quyết việc làm thì công tác xuất khẩu lao động cũng đã được các cấp ủy đảng chính quyền cơ sở, đặc biệt là thôn xóm đã tuyên truyền đến tận từng gia đình. Và như vậy thì với cái mục tiêu mà năm 2019 của huyện đặt ra là 190 người theo kế hoạch của ban tỉnh giao, thì cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Gia Viễn đã đạt khoảng hơn 200 người tham gia, và đặc biệt là thị trường tập trung chủ yếu ở các nước, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Đối với công tác giảm nghèo, tỉnh cũng đã linh hoạt sáng tạo trong việc thực hiện các chính sách, nhất là áp dụng cho các địa phương thuộc diện 135 và bãi ngang. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh không ngừng được đầu tư. Việc quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế được nhân rộng, thông qua hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cây con giống, từ đó đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ những chính sách hiệu quả năm 2019, tỉnh Ninh Bình đã có trên 3.000 hộ thoát nghèo. Hiện bây giờ thì thôn Đồng Bài là có 22 hộ nghèo, chiếm 0,8% hộ nghèo của thôn, mà cũng đã được nhà nước quan tâm đến, nhất là cái chuẩn bị đến Tết Nguyên đán thì vừa rồi thì cũng đã được các cấp các ngành quan tâm đến, trao quà, tặng quà cũng như là hỗ trợ những con giống, ví dụ như gà, cho bò. Đối với cái hộ mà muốn phát triển kinh tế đối với hộ nghèo thì nhà nước rất là quan tâm. 100% những hộ nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy thì đến bây giờ thì trong cái hộ nghèo cũng như là trong toàn dân của thôn Đồng Bài cũng rất là vui mừng khi mà được nhà nước quan tâm đến cái hộ nghèo ở trong thôn Đồng Bài. Cái nguồn hỗ trợ của nhà nước là một cái động lực hết sức quan trọng, là một cái đòn bẩy để thúc đẩy cái phong trào đấy. Người ta dân người ta từ cái được cái hưởng thụ hưởng cái hỗ trợ của nhà Đảng nhà nước thì người ta có cái tinh thần là vươn lên, mà cũng là một cái như là cái cần câu để người ta tiến bước trong cái chương trình mục tiêu sau đó giảm nghèo. Cụ thể là hiện nay là coi như được cái sự quan tâm của tỉnh mà của Ủy ban Nhân dân huyện thì các hộ nghèo của chúng tôi các đợt là chúng tôi được tặng một con bò để các hộ chăn nuôi phát triển kinh tế,
rồi được tặng cả máy cày tay đấy để bà con nhân dân tức là sản xuất đấy để thu nhập cái đời sống. Là ngân hàng chính sách xã hội ấy, thì các đồng chí có những chủ trương tức là cho các hộ nghèo được vay vốn tiếp cận với cái nguồn vốn này để về mua cây con để phục vụ cho cái sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Công tác chăm lo đời sống cho người có công cũng được các cấp các ngành trong tỉnh thực hiện tốt. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, tham mưu, thẩm định, xét duyệt và giải quyết trên 5.600 hồ sơ người có công hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp theo quy định, tiến hành chi chế độ chính sách đối với người có công với tổng kinh phí gần 620 tỷ đồng, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, không để tổn động kéo dài. Tôi là thương binh 81%, loại A hạng 1/4. Tôi được đảng và chính quyền quan tâm rất là chu đáo về tinh thần cũng như vật chất. Các anh ấy thi thoảng ấy là nếu có quà thì các anh ấy cử cán bộ xuống trực tiếp mang đến quà của nhà nước đến. Thứ hai là trong cuộc sống thì gia đình mà có công có việc, lúc thuận lợi cũng như khó khăn là các anh ấy cũng quan tâm cho cán bộ xuống. Chúng tôi cảm thấy là rất là ấm lòng đối với sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với gia đình chính sách chúng tôi. Hiện nay, Ninh Bình vẫn còn gần 8.000 hộ nghèo và trên 12.000 hộ cận nghèo. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, ngoài phần quà của Trung ương, tỉnh Ninh Bình cũng trích ngân sách hàng chục tỷ đồng. Các nhà hảo tâm đã trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho các đối tượng. Đây là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân toàn tỉnh chung tay chia sẻ, góp sức, tháo gỡ khó khăn cho những người nghèo. Qua đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách để giúp họ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nhà nước thì quan tâm đầy đủ, bắt đầu tôi vào nghèo thì mỗi một tháng là được 60.000. Đấy, dần dần là lên 120, dần dần là lên 180. Bây giờ, hiện tại bây giờ thì trước khi họ cho tôi làm cái nhà này là một gian. Tết năm nay tôi được hỗ trợ 1 triệu đi mua bánh chưng này, giò này để về ăn Tết cho nó vui. Cảm ơn đảng và nhà nước, chính quyền nhân dân ở đây quan tâm đến chúng tôi có cái Tết đầy đủ và đầm ấm hơn. Ngoài các cái chính sách của tỉnh, của trung ương, các cái quà của tỉnh trung ương thì năm nay thì Yên Mô thì được các cái đơn vị, các cái nhà hảo tâm hỗ trợ trên 1.000 suất quà cho trong cái dịp Tết. Trong đó thì tập đoàn Vingroup là hỗ trợ là 800 suất và câu lạc bộ tình người Hà Nội hỗ trợ 150 suất quà. Năm nay thì cũng rất là thuận lợi cho Yên Mô là cái lượng quà Tết mà được các cái đơn vị tài trợ thì cơ bản là phủ hết một lượt đối với toàn bộ các hộ nghèo, là ai cũng được có quà, ai cũng có Tết, và cũng đấy cũng góp phần thêm cái không khí vui tươi đầm ấm trong cái dịp Tết xuân về. Với sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước, các ủy đảng và các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước giúp người nghèo, người có công trên địa bàn tỉnh vừa bớt khó khăn để được vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tí trong không khí yên vui và đủ đầy. Chuyên mục những vấn đề cử tri quan tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.